Cách mở nhanh trung tâm thông báo trên Galaxy S20. Khi bạn vuốt lên trên hoặc xuống dưới từ vị trí ở giữa. Màn hình của Galaxy S20, S20 Plus hoặc S20 Ultra, nó, sẽ mở danh sách tất cả ứng dụng app Drawer. May thay, có một cài đặt cho phép bạn mở trung tâm thông báo Notification Panel bằng thao tác vuốt xuống, dưới. Nhờ vậy, bạn không cần phải với tay lên cạnh trên cùng của màn hình. Để kích hoạt tính năng này, bạn mở trình đơn setting. Cách dễ nhất là vuốt xuống dưới từ cạnh trên cùng của màn hình để mở trung tâm thông báo notification panel và sau đó bấm nút hình bánh răng nằm bên cạnh biểu tượng hình nút nguồn. Đây là lần cuối cùng bạn vuốt xuống dưới từ cạnh trên cùng của Galaxy S20 để mở trung tâm thông báo. Ngoài ra, bạn có thể vuốt lên trên từ màn hình chính của điện thoại để mở danh sách tất cả ứng dụng app drawer, sau đó bạn nhập từ khóa setting vào ô tìm kiếm hoặc cuộn giữa các trang để tìm ứng dụng Setting và mở nó. Tiếp theo, bạn chọn trình đơn Display, di chuyển xuống dưới một tí và chọn Home screen, bật công tắc nằm bên cạnh tùy chọn Swipe down for notification panel. Bây giờ, bạn quay lại màn hình chính của Galaxy S20 và thử thao tác với cử chỉ mới, bạn sẽ có thể vuốt xuống dưới từ vị trí bất kỳ trên màn hình để mở nhanh trung tâm thông báo. Đừng im lặng, hãy bình luận dưới video cho tất cả cùng biết ý kiến của bạn nhé trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại